Em bị sao thế nhở? Lần nào đi chơi em cũng ăn mặc như thế này, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, thùng tha thùng thình, giống mặc quái rác không chứ? Nhưng thì mà nhưng, và anh mua cho em đâu? Về nhà thay đồ đi rồi đi. Để đi về. Anh thôi đi, anh tưởng em không muốn mặc đẹp à? Anh có bao giờ quan tâm hay hỏi han em mà tại sao em phải ăn mặc như này chưa? À đồ vô tâm. Tại sao? Da em sần sùi xấu xí đen đúa thô ráp như này, làm sao mà có thể đủ tự tin để mặc những bộ đồ anh thích cơ chứ? Anh cua đi. Đồ vô tâm. Anh cua đi. Da em sần sùi xấu xí đen đúa thô ráp như này, làm sao mà có thể đủ tự tin để mặc những bộ đồ anh thích cơ chứ? Mà cho người yêu dùng sản phẩm này đảm bảo da sẽ mịn màng luôn. Chị cảm ơn nha. Anh xin lỗi, thời gian vừa qua đã không quan tâm đến em. Cảm ơn anh. Vô đờ ma, thay lời yêu thương.